Sau khi đã thực hiện thiết kế xong một trình diễn, bạn cần phải lưu lại trình diễn và thao tác thực hiện. Bạn hãy chọn vào biểu tượng logo của Office 2007. Một menu lệnh hiển thị, bạn hãy chọn vào lệnh Sales. Hộp thoại CSS hiển thị, bạn hãy đặt tên cho trình diễn trong file name. Và nhấn Save để thực hiện việc luôn.